Không chỉ là bức tường xanh bảo vệ cải tạo môi trường sinh thái ven biển, rừng ngập mặn tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình còn tạo ra sinh kế bền vững cho người dân sống quanh vùng. Trong đó, nghề nuôi ong lấy mật là một mô hình tiêu biểu. Từ nhiều năm nay, cứ mỗi mùa hoa sú vẹt nở, lại có hàng nghìn đàn ong được người dân đưa về đây để lấy mật. Để mật ong nó được chất lượng ngon ấy thì phải có được đàn ong mạnh, đàn ong khỏe, thì nó mới đem ra được giọt mật già và giọt mật ngon từ 10 năm ngày thì nó mới giả mặt thì nó mới bít nắp thì gọt mặt nó mới đạt tiêu chuẩn được. Vùng bãi bồi ven biển Kim Sơn có diện tích hàng nghìn hecta và hàng năm vẫn tiếp tục được bồi tụ tiến ra biển từ 80 đến 100 mét. Nhiều năm qua, với sự nỗ lực trồng chăm sóc, bảo vệ của người dân, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức quốc tế, nơi đây dần được phủ một màu xanh bạt ngàn của từng ngập mặn, chủ yếu là bần chua, xú, vẹt, vào khoảng tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, khi những cánh rừng xú vẹt ở đây nở hoa trắng cũng là lúc các chú ong đưa đàn ong của mình về đây để chất chiêu những giọt mật thơm ngon, sánh mịn, đậm đà hương biển. Hoa vẹt nó sẽ nở vào buổi sáng, con ong nó đi làm là được khoảng chừng từ buổi sáng đến 8 giờ thôi là nó lắng lên là hoa nó 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 cúp vào là cái lượng mật nó giảm bớt đi mà lắng con ong nó cũng không đi nữa. Và buổi chiều thì thì ong nó lại đi làm bình thường nhưng buổi chiều thì nó sẽ loạn hơn buổi sáng cho nên là người dân người ta cứ hay khai thác mật vào buổi sáng. Cây sú vẹt mọc ngoài biển giữa một hệ sinh thái hoàn toàn tự nhiên, trong lành, không bị nhiễm các hóa chất như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, độc hại, nên mật có vị đậm đà, mùi thơm đặc trưng, rất lành và bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe, được thị trường ưa chuộng. Nghề nuôi ong lấy mật ở đây được xem là một mô hình tiêu biểu tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Kim Sơn. Mỗi mùa hoa sú vẹt nở, có khoảng 5.000 đàn ong được các hộ dân đưa về đây để lấy mật với sản lượng mật khoảng 50 đến 70 tấn. Mỗi kg mật ở đây hiện được bán với giá từ 80 đến 90 000 đồng. Trừ các chi phí, mỗi tháng người nuôi ở đây thu lãi cả chục triệu đồng.